Theo thống kê của Tổ chức Thẻ Thanh toán Quốc tế Visa, bình quân 100 đô la Mỹ giao dịch thẻ ở Việt Nam thì thiệt hại chỉ là 0,03 đô la Mỹ. Điều này đã phản ánh khả năng kiểm soát rủi ro và chống gian lận của các ngân hàng tại Việt Nam là khá tốt. Tuy nhiên, trong thế giới ngày càng kết nối và tội phạm ngày càng tinh vi, nên theo Visa, từ nay đến năm 2020 là thời điểm các tổ chức phát hành thẻ tập trung khuyến khích chủ thẻ tăng bảo mật tài khoản cá nhân trên các thiết bị di động. Và sau năm 2020, cần áp dụng mã hóa số thẻ ở 100% điểm bán hàng có lưu trữ thông tin thẻ. Những công nghệ bảo mật mới như sinh trắc học, thẻ chip, chữ ký số được mã hóa cũng sẽ được cập nhật và áp dụng theo lộ trình này.